Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em. Dạ, hôm nay thì TV256 đọc cái bài viết của mình để coi quý anh chị em thấy được không ha. Thì bài viết có tựa đề rằng là toa thuốc chữa bệnh, cuồng hồ, cuồng đảo. Ngày 6 tháng 6 2017, TV256. Trời đất sinh ra con người và vạn vật, rồi còn sinh thêm cây, trái, rau, cải, hoa quả để làm thức ăn hay vị thuốc để chữa lành bệnh cho con người và vạn vật. Ở nước Việt Nam tôi có một số người thường bị một hai căn bệnh mà chẳng thể sử dụng cây, trái, rau cải, hoa quả là bệnh cuồng hồ, bệnh cuồng đảo. Thông thường hai căn bệnh này nó đi chung với nhau. Hễ ai mắc bệnh cuồng hồ tự nhiên dưng cũng cuồng đảo luôn. Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người chỉ cuồng hồ mà không cuồng đảo. Còn tuyệt nhiên chẳng thấy ai bị bệnh cuồng đảo mà không bị cuồng hồ. Từ đó cho tôi kết luận chia ra làm hai loại bệnh nhân: bệnh cuồng hồ, cuồng đảo và bệnh cuồng hồ. Cả hai bệnh nhân này nó đang phá nát tanh bành quê hương Việt Nam của tôi. Và ngay cả không phải chỉ phá nát mà còn đang bước vào giai đoạn diệt vong, xóa khỏi nước Việt Nam của tôi trên bản đồ thế giới nữa. Hôm nay tôi tự nguyện xin làm thầy lang ra toa thuốc để có thể chữa tuyệt nọc hai căn bệnh quái ác này. Thật sự hai căn bệnh này nó còn đẻ ra truyền nhiễm thêm rất nhiều căn bệnh khác trong xã hội nữa, nhưng bệnh cuồng tục, bệnh cuồng dâm, bệnh vô đạo đức, bệnh vô văn hóa, cả bệnh ung thư nữa. Nguyên nhân gốc rễ của nó rất đơn giản là do con người bị nhồi sọ lâu năm, tức là bị nhét vào đầu những nhận xét sai lầm, không có thật trong suốt nhiều năm dài. Nó làm cho con bệnh giống như những người máy robot bị người ta đã cấy vào những lập trình có sẵn. Xin lỗi quý anh chị em, mình cũng phải cần, mình phải cần đọc những cái phần comment nữa chứ. Dạ chào Khánh Thủy nha, thấy không, bạn bè mình chào tùm lum hết mà mình đâu có đọc được. Chào chú Tiểu tham gia nữa nha. Nguyên nhân gốc rễ của nó rất đơn giản là do con người bị nhồi sọ lâu năm, tức là bị nhét vào đầu những nhận xét sai lầm không có thật trong suốt nhiều năm dài. Nó làm cho con bệnh giống như những người máy robot bị người ta cấy vào những lập trình có sẵn. Sau đây là những toa thuốc của tôi dành cho hai căn bệnh quái ác này. Bệnh nhân cần phải đọc qua những toa thuốc của tôi để có thể điều trị tại gia mà không cần phải đến bệnh viện. Xin nhắc nhở, bệnh nhân phải đọc đi đọc lại nhiều lần toa thuốc thì sẽ hết bệnh. Tôi đã đi qua nhiều quốc gia, tại sao tôi chưa từng thấy một đồng tiền nào trên thế giới cứ in mãi một khuôn mặt hình Hồ Chí Minh như ở Việt Nam? Dầu đã trải qua rất nhiều lần đổi tiền, in tiền, vì có phải tôi đang bị nhồi sọ không? Trong khi đó, nước tôi có gần 5.000 năm dân hiến, anh hùng dân tộc của chúng tôi dựng nước và giữ nước có vô số kể như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Lê Lai, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Quang Trung. Tại sao không được in lên tiền như hàng trăm quốc gia khác trên thế giới? Vì có phải tôi đang bị nhồi sọ không? Tại sao khi tôi còn nhỏ, lúc 4-5 tuổi tôi cứ bị dạy phải yêu mến Hồ Chí Minh? Chấm hỏi. Và cho đến khi tôi vào tiểu học, trung học, đại học
vẫn tiếp tục dạy tôi kính mến Hồ Chí Minh, thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập cho giỏi để được đi tham quan lăng Hồ Chí Minh. Chấm hỏi. Vì có phải tôi đang bị nhồi sọ không? Chấm hỏi. Trong tất cả các quốc gia giàu có khác, họ đã không dạy như thế. Lúc tôi trưởng thành, dạ chào thương đinh tham gia nghe. Lúc tôi trưởng thành không lớn, ra làm việc giúp nước, có tất cả phòng làm việc của tôi, trong tất cả các cuộc họp của tôi đều có hình ảnh của Hồ Chí Minh, lá cờ Phúc Kiến, lá cờ đảng. Vì có phải tôi đang bị nhồi sọ không? Chấm hỏi. Trong tất cả quốc gia giàu có khác, họ đã không dạy như thế. Tại sao các quốc gia khác họ không tôn thờ một nhân vật nào lãnh đạo của họ? Chấm hỏi. Tại sao có những quốc gia cộng sản luôn luôn bắt ép dân tôn sùng lãnh tụ? Mà nhớ, Việt Nam có Hồ Chí Minh, bên Trung Quốc có Mao Trạch Đông, Liên Xô khi xưa có Stalin, Bắc Triều Tiên có Kim Nhật Thành, Cuba có Fidel Castro. Vì có phải tôi đang bị nhồi sọ hay không? Tại sao lại có cái loa phường, loa ấp, loa xã cứ nói oi oang vào lỗ tai của tôi suốt mấy chục năm qua? Chấm hỏi. Vì có phải chúng tôi đang bị nhồi sọ hay không? Chấm hỏi. Tại sao hàng trăm các quốc gia giàu có khác trên thế giới không sử dụng loa phường? Chấm hỏi. Chẳng hạn những nước nghèo như Campuchia, Lào, Thái Lan cũng đâu có loa phường. Mà bây giờ các nước ấy đã giàu có vượt xa hơn Việt Nam ta rồi. Vì người Việt Nam ta còn phải đi làm thuê, làm mướn cho các nước đó. Vì có phải chúng ta đang bị nhồi sọ hay không? Tại sao nước ta có quá nhiều biểu ngữ, slogan, pano, cờ đảng, cờ Phúc Kiến, rồi có hàng ngàn tượng đài Hồ Chí Minh, bà mẹ cộng sản anh hùng, tượng Lenin, hình ảnh Karl Marx, Stalin, cho cả trong những cuộc họp toàn những nhân vật quan trọng? Chấm hỏi. Vì có phải tôi đang bị nhồi sọ hay không? Ngay trong nhà chỉ nằm ngửa than đói lại nhìn thấy tấm hình Hồ lộng tiếng rồi. Vì có phải tôi đang bị nhồi sọ hay không? Ra ngoài đường hàng ngàn biểu ngữ dâng đầy, nào là còn đảng còn mình, nào là đảng quang vinh vương nam, nào là Bác Hồ kính yêu, nào là đảng cho ta mùa xuân, nào là mừng đảng mừng xuân mừng đất nước. Đảng xem đảng còn hơn cả tạo hóa ra mùa xuân, nên phải mừng đảng trước. Vì có phải tôi đang bị nhồi sọ hay không? Tại sao các quốc gia khác giàu có như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ, Ý, Tây Ban Nha, Áo, Đức mà tôi đã từng đi qua, tôi chẳng thấy một biểu ngữ nào? Vì có phải tôi đang bị nhồi sọ hay không? Ngay cả Campuchia, Lào, Thái Lan cũng không có nhiều biểu ngữ như tại nước ta. Vì có phải tôi đang bị nhồi sọ hay không? Tại sao khi nghe những tin tức báo chí, đài phát thanh, truyền hình đi nghe đi nghe lại câu Bác và đảng, đảng và nhà nước trong suốt mấy chục năm qua mà tôi chưa bao giờ nghe các quốc gia giàu có họ làm như thế? Có phải chúng ta đang bị đồng hóa ba ngôi cao nhất Bác, đảng và nhà nước không? Từ đó dân chúng rất sợ khi chống lại những việc làm sai quấy của ba ngôi này. Chống nhà nước, chống đảng, chống Bác là phản động đấy nhé. Mà hễ bị quy vào tội phản động là dễ bị tiêu diệt, nên mình cực lạc lắm đấy nhé. Vì có phải tôi đang bị nhồi sọ hay không? Chào chị Võ Thị Tường Vi nha. Tại sao giặc Tàu là kẻ cướp xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, ở Nam Quan, Thác Bản Dốc, núi đất, Lão Sơn, bãi Trục Lãm và 1.000 cây số vuông biên giới, cộng với hàng hóa độc hại của giặc Tàu như Formosa, Liên Men, Bô Xích Tây Nguyên, hủy hoại môi trường sống của chúng ta,
từ ô nhiễm nguồn nước đến không khí, thức ăn. Ấy thế mà hễ dân ta biểu tình chống giặc Tàu là bị đánh đập tàn nhẫn, còn bị bắt bỏ tù như chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, như chị Trần Thị Nga, như anh Hoàng Quốc Bình, như anh Ngô Hào, như anh Trần Anh Kim, như anh Lê Thanh Tùng, như anh Nguyễn Văn Đài, như anh Nguyễn Công Chính, chị Trần Thị Thúy, chị Đặng Thị Minh Mẫn, Nguyễn Thị Minh Mẫn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Minh Mẫn, xin lỗi nha. Anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, anh Vương Văn Thả, anh Trần Quỳnh Dĩ Thức, chúng ta bị bắt buộc phải coi kẻ cướp như anh em. Vì chúng ta có đang bị nhồi sọ hay không? Ở xứ người, chúng ta được ám hành báo chí tự do, chúng ta được quyền tự do nhấn like hoặc ngón tay up, ngón tay down, tự do comment, tự do bình luận, tự do chỉ trích, tự do yêu tổ quốc, tự do yêu cờ vàng. Đó là quyền riêng tư hay quyền tự do ngôn luận của chúng ta được ghi trong hiến pháp. Nhưng rốt cuộc chúng ta lại bị kết tội ở điều 258, ở điều 79, ở điều 88, ở điều 87, ở điều 245 của Bộ Luật Hình Sự. Vậy có phải tôi đang bị nhồi sọ hay không? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có quyền tự do phản quốc, tự do yêu cờ phúc kiến, tự do yêu bác, tự do yêu đảng, tự do khen tặng nhà nước, hay tự do yêu những tên cầm quyền độc ác nhất đối với dân tộc Việt Nam này? Vì có phải tôi đang bị nhồi sọ hay không? Tóm lại, quý anh chị em nào đang bị bệnh cuồng hồ, cuồng đảng, cứ đọc mãi những điều trên, ít ra cũng là phải là 10 lần nha, và đọc đi đọc lại 100 lần câu tự hỏi chính mình: vậy có phải tôi đang bị nhồi sọ hay không? Chấm hỏi. Tôi hy vọng quý anh chị em sẽ thoát được căn bệnh hiểm nghèo này. Vì dễ hiểu, khi bệnh cuồng hồ, cuồng đảng, mà quý anh chị em biết rằng, hiểu ra rằng chính cá nhân mình đang bị nhồi sọ, thì tôi bảo đảm hai căn bệnh này sẽ biến mất. Riêng bệnh nhân chỉ cuồng hồ mà không cuồng đảng như tôi đã viết ở trên, phương thức điều trị vẫn y như thế. Nhưng nên đọc thêm phần này. Ủa bí rồi. Phần này nó viết cái link thành ra mình không đọc được nha. Phi Việt Nam Now, blogspot.com đó, Hồ Chí Minh có phải rằng là gián điệp Việt Cộng hay không, gián điệp Tàu Cộng hay không? Nhớ đọc cho kỹ, nhớ đọc theo kiểu LTM thì không khỏi bệnh đâu. Xem ra cái bệnh cuồng hồ nó còn nguy hiểm hơn cả người bị một lúc hai căn bệnh cuồng hồ và cuồng đảng đấy nhé. Dạ, cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe. Rồi, TV xin mến chào quý anh chị em. Mình không thấy nút tắt ở chỗ nào nữa. Không thấy, ok. Yeah, chào Minh Nguyễn Liberty nha. Không, em Việt Hoàng không phải đâu, bạn Nguyễn Minh nha.